Một nhóm nghiên cứu quốc tế vừa phát hiện hơn 50 loài mới trong chuyến thám hiểm biển sâu ngoài khơi Chile, trong đó có quái vật Spaghetti Bay và nhiều loài lạ lùng. Chuyến thám hiểm diễn ra từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 4 tháng 4 ở vùng biển sâu dọc sườn núi Sala Igome, ngoài khơi bờ biển Yabanui, Chile. Tham gia chuyến thám hiểm là nhóm nghiên cứu quốc tế gồm 25 nhà khoa học đến từ 14 tổ chức ở 5 quốc gia Chile, Mỹ, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan. Được tài trợ bởi Viện Đại dương học Smith, chuyến thám hiểm nhằm nghiên cứu hệ sinh thái của một trong những vùng chưa từng được khám phá, sườn núi Sala Igome. Đây là một chuỗi núi dưới nước dài 2.900 km, bao gồm hơn 200 núi dưới đáy biển, trải dài từ ngoài khơi Chile đến Yabanui. Dãy núi này là nơi có một trong những cảnh quan biển độc đáo và đa dạng sinh học nhất trên trái đất, với tỷ lệ đặc hữu cực kỳ cao và là quê nhà của hơn 80 loài bị đe dọa hoặc nguy cấp. Nhóm nghiên cứu đã ghi nhận 160 loài trên sườn núi Sala Igome, 50 loài trong số này được cho là hoàn toàn mới đối với khoa học. Các loài được quan sát bao gồm mực, cá, san hô, động vật thân mềm, sao biển, bọt biển thủy tinh, nhím biển, qua và tôm hùm ngồi xổm, cùng nhiều loài khác. Ở độ sâu khoảng 800 đến 1.200 mét dưới mực nước biển, nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra sinh vật sống phụ thuộc vào quá trình quang hợp ở độ sâu lớn nhất từng được ghi nhận, loài Leptocephalus, thường được gọi là san hô nhăn. Họ cũng ghi nhận được những sinh vật biển đặc biệt khác, bao gồm một sinh vật giống loài sứa được gọi là quái vật Spaghetti Bay, một loài cá rồng biển phát sáng thuộc họ Stomidae và một số loài kỳ lạ chưa biết là gì.